Xin chào anh em đã quay trở lại với Review Nghệ, mình là Minh. Đối với những chiếc điện thoại Xiaomi hay là Redmi hàng sách tay thì nếu như anh em mua về chắc chắn anh em sẽ phải gọi là xin cấp quyền unlock border các thứ, sau đó thì up ROM thì anh em mới có thể sử dụng được tiếng Việt anh em nha. Chứ còn anh em mua về thì ban đầu nó vẫn chỉ là ROM gốc và sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Trung mà thôi. Nói chung là về video xin cấp quyền unlock border hay là up ROM các thứ thì mình đã làm khá là nhiều video rồi, nhưng mà để anh em có thể tạo được tài khoản Mi thì mình cũng chưa làm một cái video nào hướng dẫn chi tiết anh em cả. Ok, thì video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách để có thể tạo được một cái tài khoản email, tạo được một cái tài khoản email mà không cần phải số điện thoại. Sau đó thì anh em sẽ dùng email đó để tạo cái tài khoản Mi cho anh em nhé. Ok, thì đối với để tạo email hoặc là tài khoản Mi các thứ thì anh em đều có thể thực hiện được ở trên điện thoại hay là kể cả bằng laptop, máy tính gì đó, cái nào cũng được anh em nhé. Ở đây thì mình sẽ thử tạo trên chiếc điện thoại Redmi K60 Pro mình đang có sẵn ngày hôm nay. Sau đó thì mình cũng sẽ thử xin cấp quyền unlock border các thứ xem nó như thế nào. Đầu tiên, nếu như máy của anh em chưa có Google Play thì anh em sẽ vào cái quả địa cầu như thế này. Anh em sẽ tìm cho mình Google ở đây, .com. Ok, đây. Ở đây thì anh em sẽ tìm cho mình cái Outlook. Đấy, Outlook. Outlook thì hồi trước là Hotmail đấy anh em ạ. Anh em nhấn vào. Rồi anh em sẽ nhấn vào cho mình cái tạo tài khoản miễn phí này. Rồi anh em sẽ gõ địa chỉ email của anh em. Rồi ok, anh em sẽ chọn những cái đuôi ở đây. Thì mình quen sử dụng Hotmail rồi thì mình sẽ chọn Hotmail này. Sau đó thì anh em nhấn Next này. Rồi tiếp tục anh em nhập tài khoản, nhập mật khẩu của anh em vào. Rồi sau đó thì anh em nhấn Next này. Rồi tên thì anh em nhập đại thôi. Rồi Next tiếp này. Rồi anh em sẽ chọn ngày tháng năm sinh, chọn đại thôi cũng được anh em ạ. Rồi sau đó thì anh em sẽ phải xác nhận này, nhấn Next này. Rồi ở đây thì xác nhận thì anh em sẽ phải di chuyển làm sao cho cái gì túi tiền này vào cái vòng số 16 này. Đây ok, thì anh em nhấn submit này. Rồi thì anh em cứ nhấn qua như vậy mít thôi cho tới khi nó hết cái này thì anh em sẽ thành công. Rồi tới đây thì anh em nhấn vào not hay no gì cũng được anh em ạ. Rồi ok. Rồi thì là tài khoản email của anh em thì đã tạo xong rồi anh em nhé. Rồi thì anh em cứ để ở đây đi. Rồi anh em tạo cho mình một cái tab nữa cho mình. Anh em cũng gõ tìm Google. Rồi anh em sẽ tìm tới cái tạo tài khoản Mi. Rồi đây, dòng đầu tiên luôn. Anh em nhấn vào. Rồi ở đây thì anh em sẽ nhập cái địa chỉ mà anh em vừa mới tạo đấy. Rồi lại tiếp tục nhập lại cái mật khẩu của anh em. Nhấn vào dấu tích này, nhấn tiếp theo này, nhấn vào tôi không phải là người máy này. Rồi tiếp tục chọn những bức ảnh mà nó có từ khóa trên này. Rồi ở đây thì anh em có thể nhấn lưu lại mật khẩu hoặc không thì anh em cứ nhấn lưu lại thôi. Sau đó thì nó sẽ gửi cái mã tới cái địa chỉ email mà anh em vừa mới tạo đấy, thì anh em sẽ nhấn vào cái tab này, anh em qua đây anh em sẽ xem đây, nó sẽ gửi về cho anh em. Nhấn vào thì anh em sẽ nhập lại cái mã này đây, copy này, paste này. Rồi ok, nhấn gửi. Rồi ok, vậy là anh em đã tạo được tài khoản Mi bằng email rồi anh em nhé. Rồi tiếp tục vào đây thì anh em sẽ đăng nhập tài khoản Mi của anh em vào sign in using Xiaomi account này. Anh nhập vào cái tài khoản email đi thì anh em sẽ nhập lại cái email của anh em đã tạo. Rồi nhập lại mật khẩu này, rồi nhấn tích này, nhấn sign in này. Rồi ok, anh em đã tạo được mật khẩu và đăng nhập được vào trong Mi account rồi anh em nhé. Anh em muốn thêm cái số điện thoại vào cái tài khoản Mi này ấy, thì anh em sẽ tải cho mình một cái phần mềm, đó là Mi Flash Unlock. Đây là cái này, thì cái này mình sẽ để một cái phần đường link ngay dưới mô tả. Anh em nhấn vào tải về. Anh em hãy chuẩn bị cho mình một cái sim có 4G anh em nhé. Thì anh em sẽ bỏ sim vào cho mình. Rồi đấy, anh em chuẩn bị cho mình một cái sim có data thì anh em sẽ quét mã vào. Đây, quét mã này vào thì anh em sẽ nhấn vào cái quét mã đây này, anh em nhấn vào. Sau đó thì nhấn vào cái này nó update thì anh em nhấn not now anh em nhé. Rồi, nhấn cho nó quét mã vào này. Rồi, ở đây thì nó sẽ bắt anh em thêm số điện thoại vào. Thì anh em cứ nhấn vào cái đầu này, chọn đầu số 84 là của Việt Nam đấy. Sau đó thì anh em thêm nhập số điện thoại vào thôi. Ok, next này. Tôi không phải robot này, tích vào. Rồi chọn
cái mẫu vật trong cái từ khóa này, trên cái từ khóa này. Nói chung là anh em cứ chọn cho tới khi nào ok là được. Rồi, tiếp tục lại chọn tiếp. Rồi, ok. Sau khi xác nhận xong thì nó sẽ gửi mã về số điện thoại của anh em. Thì anh em sẽ nhập cái mã này vào trong cái dòng này. Rồi, anh em nhấn Next. Ok, đã thêm thành công rồi anh em nhé. Đây, mình đã thêm số điện thoại thành công vào cái tài khoản Mi này. Tới đây thì anh em muốn xin quyền thì cũng làm như là những cái video trước mình đã hướng dẫn thôi. Anh em sẽ nhấn vào My Device này, nhấn vào Detail Info Inspect này. Rồi, anh em sẽ nhấn vào cái phần MIUI version từ 5 cho tới 7 lần. Khi nó hiện dòng chữ này là được, là ok anh em nhé. Rồi, anh em lại thoát ra. Tiếp tục kéo xuống dưới vào cho mình Additional Setting này, nhấn vào. Tiếp tục lướt xuống vào cái Developer Option này, nhấn vào. Lướt xuống tìm cái dòng Mi Unlock Status này. Tới đây thì anh em sẽ tắt Wi-Fi đi, anh em sẽ bật mạng của SIM lên cho mình. Rồi, anh em sẽ nhấn vào cái phần này, xin quyền này, nhấn vào, chờ tí để cho nó hiện cái dòng đã xin thành công là ok. Rồi, đây, nó hiện ra cái dòng này là anh em đã xin được rồi anh em nhé. Và để kiểm tra thì anh em sẽ thử tiếp tục vào cái Mi Flash Unlock này để có thể kiểm tra xem nó là xin được chưa. Anh em cứ quét mã vào, sau đó thì nó sẽ gửi cái mã vào số điện thoại của anh em. Nhập cái dòng này vào, nhập cái dòng xác nhận này vào. Ok, nó gửi mã rồi anh em nhé. Submit cho mình này. Rồi, bây giờ thì anh em sẽ chuẩn bị cho mình một cái cáp để có thể kết nối từ máy tính qua điện thoại của anh em. Thì anh em sẽ gắn vào. Sau đó thì anh em sẽ cho chiếc điện thoại của anh em vào chế độ Facebook anh em nhé. Và để vào chế độ này thì cũng khá đơn giản thôi, mình đã làm rất là nhiều lần rồi. Anh em nhấn cùng lúc nút nguồn và phím giảm âm lượng cho mình này, nhấn giữ mic luôn. Nên khi nó tắt nguồn, sau đó thì anh em cũng nhấn giữ cho mình. Đến khi nào nó hiện ra dòng chữ Facebook là anh em buông tay ra là được anh em nhé. Ok, Facebook rồi này. Giờ thì anh em sẽ tiếp tục nhấn Agree, đồng ý này. Rồi ở đây thì nó đã hiện cái sáng dòng chữ unlock lên rồi này, anh em nhấn vào unlock cho mình, chờ nó chạy hết. Rồi tiếp tục nhấn unlock away này. Ok, thì bước này thì để cho nó chạy lên tới 100% thì để xem thử là thành công chưa anh em nhé. Ok, mình đã xin quyền được rồi, anh em sẽ phải chờ tầm khoảng là 168 giờ, tương đương là khoảng 7 ngày. Sau 7 ngày thì anh em mới có thể unlock được và upgrade chiếc điện thoại Redmi K60 Pro này. Và để thoát được Facebook thì anh em cứ nhấn giữ nút nguồn là nó sẽ trở lại thôi anh em nhé. Cái thì rồi mình đã hướng dẫn anh em cách để có thể tạo tài khoản từ email cho tới tài khoản Mi, sau đó thì có thể là gọi là xin cấp quyền unlock chiếc điện thoại Redmi K60 Pro này. Với chiếc điện thoại này thì hiện tại nó đang ở phiên bản là MIUI 14 thì nó cũng tương đối dễ thôi. Chứ còn nếu như anh em lên cái phiên bản HyperOS thì nó sẽ khó, nó sẽ phức tạp hơn một tí. Đó thì với cái phiên bản HyperOS thì mình cũng đã làm rồi. Hoặc là tương lai anh em muốn mình làm chiếc điện thoại này ở cái phiên bản HyperOS thì anh em cứ để lại bình luận ở phía dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại video sau.